Gần 30 năm qua, 4 lần sốt đất, 3 lần đóng băng, chu kỳ của các đợt nóng sốt đóng băng diễn ra đều đặn 7-8 năm một lần. Hãy cùng nhìn lại hành trình này của thị trường bất động sản trong gần 3 thập kỷ qua. Covid-19 đã đẩy địa ốc vào thế khó, song đây không phải là lần đầu thị trường này gặp phải những thách thức. Mỗi chu kỳ diễn ra có người mất mát, có người thì cuộc sống lên tiên. Vậy mới nói khi đỉnh cao của người này mất đi, cũng là lúc tiền đề của người khác được bắt đầu. Từ năm 93 đến năm 96 là giai đoạn tăng trưởng trong chu kỳ đầu tiên này. Sau khi luật đất đai năm 93 được ban hành, sổ đỏ xuất hiện. Tình trạng sốt đất đã diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, đất đai được giao dịch bằng đơn vị cây, lượng vàng. Ở thời điểm này, nhiều người đã dùng đất để đổi xe Dream, Honda DD. Năm 95, Việt Nam đánh dấu cột mốc phát triển đặc biệt vì đồng thời ký hiệp ước bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và gia nhập cộng đồng các nước Đông Nam Á ASEAN. Lúc này, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ sau khi chuyển mình từ kế hoạch hóa tập trung sang vận hành theo cơ chế thị trường. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP tăng trưởng trên 9% vào các năm 95 và 96, khiến cho người dân có niềm tin tích cực vào nền kinh tế tương lai. Trước đó, đã thúc đẩy giá nhà đất tăng mạnh vào những năm 96, khu vực châu Á đã bắt đầu có những dấu hiệu khủng hoảng tài chính và mọi thứ đã thật sự xảy đến trong 2 năm sau đó. Tại thời điểm này, do độ mở cửa chưa cao, có sự chủ động ứng phó từ trong nước, đồng thời có gạo và dầu thô xuất khẩu, nên Việt Nam đã không bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, ít nhiều đã bị tác động tiêu cực. Tốc độ GDP giảm xuống nhanh và sâu, chỉ ở mức 5,76% ở năm 98, lạm phát tăng lên mức 9,2%. Thị trường bất động sản vì đó mà rơi vào giai đoạn suy thoái. 7 năm trôi qua, do lần sốt đất đầu tiên, thị trường đã tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ vào những năm 2000. Khi đó, Việt Nam đang trong giai đoạn tích cực hội nhập quốc tế. Đỉnh cao là việc ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ vào năm 2000 và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2006. GDP tăng trở lại, đạt 6,8% năm 2000 và 6,2% năm 2001. Các dòng vốn nước ngoài liên tục rót vào thị trường. Các chính sách của nhà nước hay tâm lý kỳ vọng vào khả năng sinh lợi vô tận của đất đã thổi bùng lên cơn sốt giá. Ngoài ra, động thái của những ông trùm bất động sản cũng đã góp phần rất lớn đốt cháy ngọn lửa này. Hai cái tên điển hình như ông Vũ Quang Hội, chủ tịch tập đoàn Bitesco, đã mạnh tay thâu tóm mảnh đất 19 đến 25 Nguyễn Huệ. Năm 2002, tòa nhà hai mấy tầng hiện đại đầu tiên đã được xây ở mặt đường Nguyễn Huệ. Hay Technocom, tiền thân của Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đầu tư xây dựng Vinpearl Nha Trang. Năm 2004, khánh thành Vincom Tháp Đôi Bà Triệu và bán đứt luôn một tòa cho Techcombank. Bất động sản thời điểm này đã trở thành kênh đầu tư thu hút nhiều tầng lớp tham gia. Sau lần tăng trưởng nóng, thị trường đóng băng trong thời gian dài. Ban đầu khủng hoảng từ năm 2003 và đà kéo dài đến tận năm 2006. Theo số liệu thống kê, giao dịch địa ốc thành công năm 2003 giảm 28%, năm 2004 giảm 56%, vào năm 2005 đã giảm tới 78%. Lý do tại sao thị trường một lần nữa lại rơi vào đóng băng như vậy? Chu kỳ 3 đã diễn ra như thế nào? Liệu lịch sử có lặp lại trong giai đoạn 2023 hiện nay? Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo.